Làng của Bát Tràng, một sáng mùa thu, ngày 8 tháng 10 năm 2024. Đặc trưng của làng có rất là nhiều cái hay. Làng gì mà không có lũy tre xanh, làng gì mà không có đồng lúa chín, làng chỉ có gốm và các lò gốm. Và những người con của làng, mỗi một nhà sẽ có những cái thế mạnh riêng về các dòng hàng. Các bạn đang nhìn thấy ở đây chính là những cái bức trang trí bằng sứ vẽ tay với đủ các hình dáng, từ hình chữ nhật, vẽ cảnh hai cô gái thiếu nữ mặc áo dài và cùng nhìn ra Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội hình tròn, hay là họa tiết những chú cá đang bơi, họa tiết hoa sen, hoa mai, hoa đào. Họa tiết hoa dây này thì những du khách Nhật Bản rất là ưa thích, và làng gốm cũng làm rất là nhiều những cái mặt hàng xuất khẩu ra bên Nhật, phục vụ cho giới trà đạo của Nhật Bản, làm những cái bát trà to để uống matcha. Đây là những cái dòng gốm sứ mỹ nghệ phục vụ cho du lịch, hoặc là sẽ kết hợp với cả mây che đan để làm những cái đĩa lót ly tách cà phê, tách trà, rồi là đựng hộp giấy. Rất là nhiều các cái họa tiết khác nhau mà người thợ vẽ. Với làng gốm thì mỗi một công đoạn sẽ có những cái thợ chuyên vẽ, rồi chuyên về làm khuôn, chuyên về vuốt. Đây là họa tiết chuồn chuồn. Bát Tô Thanh Sơn thì lấy biểu trưng chính là hình ảnh của chú chuồn chuồn. Cầu Long Biên, Hạ Long, những sản phẩm gốm du lịch. Một bức tranh sứ cổ đồ. Đây là những bức tranh, đây là bức tranh phù điêu đắp nổi được gắn ở trên bức tường. Thu Ẩm, Hoàng Hoa Tử, bức tranh về hoa cúc. Đây là một bức tranh vẽ trên sứ, rất đẹp. Làng hay lắm. Nếu như mà bạn có dịp thong dong đi dạo ở những cái con ngõ nhỏ, phố nhỏ của làng thì bạn sẽ được ngắm những thứ hay ho. Đây là nghệ thuật vẽ graffiti đường phố ở một góc của làng. Còn đây chính là những cái cấp độ mè màu khác nhau của dòng men ngọc rồi màu xanh, với các cái hình dáng từ trái tim đến hình tròn, xanh lục, xanh ngọc, xanh dương. Cái việc thử men bây giờ cũng rất là quan trọng, mỗi một nhà cũng sẽ có những cái bí kíp về làm men. Ngày xưa thì cái màu của sản phẩm là cái men sẽ được làm hoàn toàn là tự nhiên. Còn bây giờ thì với cái tốc độ phát triển của các cái sản phẩm của làng nghề thì sẽ phải sử dụng nhiều đến cái yếu tố về công nghiệp nhiều hơn. Tất nhiên là với những sản phẩm gốm độc đáo và độc bản đặc trưng, với những tác phẩm riêng thì vẫn có một số nghệ nhân sẽ sử dụng cái men riêng có nguồn gốc từ thực vật, nhưng mà cái số lượng đấy rất là ít. Đây là chính là con đường rẽ vào đình làng. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên những bức tường này sẽ còn cái dấu vết của cái việc mà ngày xưa người dân làng hay đắp than lên trên tường để cho than khô, sau đó sẽ cho vào trong lò để nung. Biển rẽ vào đình, có rất là nhiều con đường đến đình. Một con đường sẽ là đi dọc bờ sông, và một con đường sẽ là những cái con đường nhỏ đi từ phía trong chợ rẽ vào. Nếu như mà bạn đã đến làng gốm Bát Tràng thì bạn mà chưa thưởng thức trà Hà Đức Hoa Sói, chưa ăn cái món canh măng mực hay là món sư hào xào mực, là những cái món đặc sản nước tiếng của làng, và nếu như bạn chưa đến khu vực làng cổ, đây là chính là cái khu bên trong của xóm cổ, những con đường rất là nhỏ và hẹp. Và các bạn có thể tưởng tượng thử nghĩ xem là mọi người có thể di chuyển
là nhiều khi chỉ là những chỗ này chỉ được có hai xe máy đi qua thôi, lách nhau. Ngõ này vẫn còn rộng. Còn không, bình thường thì những cái sản phẩm gốm và nguyên vật liệu, đất sét với cao lanh mọi người sẽ di chuyển một cách nào? Sẽ phải dùng những cái xe rất là nhỏ và kéo bằng tay. Làng gốm Bát Tràng có những cái nhà thờ của các dòng họ từ đường cũng mang những cái nét rất là cổ truyền của người dân Việt Nam chúng ta. Và một buổi sáng mùa thu rất là đẹp, các bạn đang được ngắm, cô chú các bạn đang cùng đi qua những căn nhà mà người dân vẫn đang ở, có những câu đối hai bên. Ở trong khu làng cổ này thì các chị em mà mặc những cái áo xài chụp ảnh cũng rất là đẹp. Đặc trưng là làm gốm sứ nên là chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái màu của đất sét vàng, rồi là những cái bức tường trang trí bằng gạch màu xanh như thế này ở trong chùa Một Cột, xung quanh vành đai hoặc văn miếu Quốc Tử Giám thì các bạn cũng có thể nhìn thấy những bức tường gạch này. Nếu như chúng ta có thời gian thong dong đi chơi ở làng gốm thì các bạn nên ghé thăm làng cổ, thử trải nghiệm ở căn nhà ký ức con đường lửa, thử cơm men ở trong lò gốm và đến đình làng và văn chỉ làng. Văn chỉ của làng giống như kiểu là một văn miếu Quốc Tử Giám thu nhỏ, rồi ngắm những bức tường rêu phong như thế này, cảm nhận sự nhẹ nhàng bình yên ở một làng nghề có tuổi đời là trên dưới 700 năm tuổi. Và cũng có rất là nhiều những gia đình khi mà họ mới xây nhà lên thì cũng sẽ giữ lại những cái nét rất là cổ ngày xưa, những câu đối ở phía trên, ở hai bên, rồi là cửa gỗ như thế này. Rồi là những bức tường gạch. Mình cũng rất thích đi dạo ở trong làng cổ. Cái khu vực mà các bạn hay đến làng nhiều khi là mọi người sẽ chỉ đến chợ gốm để mua sắm, qua quýt rồi ngắm nghía. Tại vì thời gian mà chỉ ngắm trong vòng một buổi sáng thôi là cũng chưa có thể ngắm được hết tất cả những cái sản phẩm gốm của làng. Nếu mà chúng ta mà đến những cái cửa hàng chuyên của các cái nghệ nhân thì sẽ còn được ngắm rất là nhiều những sản phẩm đẹp và độc đáo. Tất nhiên là chợ chính là một nơi mà sẽ tập hợp tất cả những sản phẩm từ hàng chợ, hàng kỹ đến hàng nghệ nhân. Nhưng mà nếu như chúng ta có dịp mà đi vào bên các cái xưởng, các cái cửa hàng trưng bày riêng của các nhà lớn thì sẽ được ngắm rất là nhiều những cái tác phẩm đẹp, những cái nét cổ kính của làng. Chỉ là một góc. Đứng ở trên tầng thượng và ngắm làng gốm vào mùa thu cũng rất là đẹp. Đây là nơi mình đã chụp ảnh với một chiếc áo dài màu xanh. Gà, trâu, chó, bò. Họ tiết trang trí ở trên những bức tường. Mời bạn ghé làng gốm Bát Tràng vào thăm khu làng cổ để ngắm và cùng thong dong đi dạo, thưởng trà ướp hoa sói, hoặc có khi là đến nhà những nghệ nhân đặc biệt, những người rất là có tâm huyết với nghề để cùng lắng nghe những câu chuyện nghề. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Hoàng Mai, founder của Sen và Gốm.